có cô kia cô tu. Chồng của bà không có cho bà đi tu. Nhưng có một lần chồng bà nghe được bài pháp như Đức giảng, thì chồng bà nói nè: được, tao cho mày nghe ông thầy này giảng đó, nhưng mà chỉ mình ông thầy này thôi. Rồi xong cho bà đi tu mỗi tuần chủ nhật, đi đến chùa này kia. Thì có một lần ông chữ bà, xong bà cự lại. Thì chồng nói vậy nè: cái công tao cho mày đi tu mấy năm nay, mày học ông thầy này, bộ mày học ra gì á? Đúng ra mày là người tu hành, tao có chữ cỡ nào chữ mày cũng nhịn đi. Tao cảm thấy tao không phục cái người tu. Tại vì tao đâu có tu thì tao phải chữ. Nhưng mà tao chữ mày mà mày cự lại là thấy mày dở rồi đó. Thì mày nói mày tu, mà tu là phải nhãn, mày muốn giảng sanh mà bây giờ tao chữ mày, mà mày chữ lại tao, vậy là mày thất bại. Ghê không? Chồng nó không tu cho nó nói một câu thấy ghê thiệt. Bà quỳ xuống bà lại nó luôn: con lại ông cố nội, từ hôm nay con dám nói tiếng luôn. Ghê chưa? Kinh không? Nó giống như cô giáo Lưu Tú Văn, bà tu quá trời tu luôn, mà bà chịu thiệt với ông chồng này, mà ông chồng điên. Mà khi lấy ông chồng điên này là khi ổng uống thuốc điên đó nghe, là ổng kêu bả phải là thử thuốc trước ổng mới uống. Trời ghê vậy đó. Điên nào mà kỳ cục. Kêu bà này phải thử thuốc trước ổng mới uống. Mà khi bả thử thuốc á, thì bác sĩ nói rằng thuốc người điên mà con thử không có được, thử giết là tác dụng phụ dữ lắm. Bà nói hả? Con cũng phải thử nó, tại vì chồng con nói là không thử thì nó không uống. Bây giờ con vì chồng con thử thuốc điên luôn. Bà thử thuốc cho ổng giết rồi bà niệm Phật không có sao. Rồi ổng uống thuốc với từ từ vài chục năm sau ổng hết điên. Là ổng chịu khổ. Bà chịu khổ vì ổng quá trời luôn. Sau này cứ ổng hết điên á thì tiếp tục trở ngại cách khác. Bà bắt pháp lên bà nghe, ổng bắt đá banh, bắt lớn lên, bắt phim kiếm hiệp, đánh sẹt 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 sẹt. Bà chịu cũng nhiều lần, cuối cùng bà lỡ, tức quá bà nói: ủa ông, tôi đã chịu khổ với ông bao nhiêu năm nay mà sao ông cứ làm tôi khổ hoài. Ông hỏi lại bà: tôi làm bà khổ cái gì? Nó khảo đảo thử thách này kia đồng chí. Thì ổng nói: bà học tiểu học thì có đề thi của tiểu học, bà học trung học thì có cái đề của trung học, khi bà học đại học thì có đề của đại học, bà muốn ra trường để làm Phật thì có cái đề của làm Phật. Mà ổng điên mà ổng nói vậy đó quý vị. Ghê không? Nói câu giúp bà cảnh tỉnh luôn. Giống như ông chồng bà kia, thấy chưa? Họ không tu mà họ nói nhiều câu kinh khủng. Dù là không có làm, nhưng mà nói những câu ghê lắm. Thấy không? Nhưng mà quý vị là người tu, những đứa cũng nói lại cho quý vị nghe câu này. Có người mình cũng đừng nên áp đặt mình quá nặng, vì mình cũng chưa đạt tới trình độ đó. Nói lại câu này, chứ nếu không nắm ức á, nên khi mình nắm ức mình quay là mình chữ phát lại câu đi. Nếu quý vị ấm ức, thà chữ một phát để đừng ấm ức. Cái đặc biệt nhất của chúng ta là gì? Mình đừng ấm ức. Đừng ấm ức. Còn nếu bị nhẫn được thì quá tốt rồi. Sợ bị nhẫn không được mà bị tiêu cực á chứ. Tiêu mình luôn á chứ không có giỡn đâu. Mình vết là một phát, mình tiếp tục mình tu nữa, gây dựng hoài là sau này từ từ. Con người mình còn có thể có cơ hội. Còn mình phàm phu mình chưa chắc mình nhẫn hoài rồi đó quý vị. Nó không nói mà nó tức. Phiền não buồn. Nó còn tác hại ác đạn hơn. Tại vì có những người trong cái cuộc đời này họ áp đặt mình quá. Quá áp đặt. Thấy không? Tuy mình cũng muốn làm Phật, con đường này mình đi là mình nhắm mục tiêu rồi đó. Nhưng mà mình chưa đạt đến cái cảnh giới nhẫn đó. Họ quá áp đặt mình. Mình vớt một phát xanh mặt xanh mày. Cho họ biết. Nên những đức dạy quý vị là nó thông tình đạt lý đó quý vị.
Còn nếu không thì trong cái quốc độ này mà quý vị nhẫn được hoàn toàn thì quý vị là cao thủ rồi. Nói chi nữa, thì cái câu đầu tiên như Đức kể, mấy người quý vị nghe đó là người ta nhẫn mà người ta vẫn đụng độ thấy chưa, người ta vẫn sực một phát thấy chưa, nhưng mà người ta sực lại cảnh tỉnh liền, nó cảnh tỉnh liền. Nếu mình gặp trường hợp đó sực mình, họ nói gì, bây giờ ông cho tôi nói chuyện câu được không, nói đi, tôi vẫn còn là phàm phu mà, tôi chưa phải làm Phật, nên tôi vẫn còn phàm phu, nên ông khảo đảo tôi quá đáng. Điều này cũng không nên, ông cũng đừng nên làm điều đó, vừa phải thôi. Thí dụ như khả năng người ta vác chỉ có 50 kg, ông đè người ta vác 70 kg, vác nổi không? Ông đừng nên làm điều đó. Muốn thử người thì phải cho người ta thời gian, đừng nên quá ập người ta, coi chừng mình mang tội đó. Tại vì sao? Người ta có thể bỏ chùa đi, người ta có thể bỏ tu, người ta có thể trở lại làm ác luôn. Thì phải là mình sai không? Mình thất bại không? Nên đâu phải là khảo đảo người ta mà quá đáng được. Nên tất cả những người làm chồng làm vợ, thấy người thân mình tu, mình nên giúp đỡ người ta, chứ không phải là mình quá đáng đối với người ta. Vì người ta vẫn còn là phàm phu mà, mình áp đặt người ta nặng quá sao người ta chịu nổi. Cái nguyên lý này phải nhớ đó. Đúng không? Đừng có nói chuyện giận chơi. Như bản thân của mình tu mấy chục năm đi, người ta chửi mình một phát rồi mình sân si không? Tao sân si được, mày không được sân si. Bậy. Ông tu mấy chục năm mà ta chửi ông phát, ta nói ông cái là ông sân si. Vì người ta mới tu thì ta sân si bình thường, người ta chửi lợi ông nói tội. Tội gì? Không có tội. Chữ qua chữ lợi mà tội gì? Quê. Hiểu không? Phải nhớ kỹ, mình chửi một người mà để người ta giác ngộ được thì mình có phước đức. Còn mình chửi một người mà để người ta bỏ chùa đi, hoặc là mình chửi người ta để người ta mang tâm sân si phiền não, thất bại. Bên kia có một cô, cô lo mấy đứa nít, cô có tâm ghê lắm. Nhưng những đức nhìn từ cô đến những đức học, con người những đức học từ con người mà, nhìn từ cô đến những đức học, để nó công nhận cô này giỏi thiệt. Cô có tâm ghê, nuôi mấy đứa nít, nhưng mà sao đứa nào lớn lên nó cũng muốn bỏ cổ nha. Ủa, đặt câu hỏi, ủa sao kỳ vậy ta, lo nhiệt tình như vậy thì nó lớn lên nó phải theo cổ chứ, sao mà lớn lên chúng là muốn bỏ cổ à, kỳ á. Đi tìm hiểu, thì mấy đứa nhỏ nói rằng là khảo đảo thử thách không có thời gian, muốn loi đầu chữ với nào chữ à, khi đang tu cũng chữ người ta nữa, làm tá lả a binh chứ. Giết tâm nó bị ấm ức, nó chờ cơ hội nó lớn lên chút thôi là nó sẽ bỏ cô. Những đức nói cách này tôi không làm, đào tạo cách này là thất bại hoàn toàn. Mình phải đào tạo làm sao mà người ta theo mình, mà người ta chung nghĩa với mình, nhân nghĩa với mình mới đúng. Tại mình đào tạo con người mà họ không có cảm tình với mình thì mình thất bại rồi. Mình đào tạo con người đó sao con người đó có phước được, họ không có cảm tình với mình không có phước được. Phải làm sao cho họ có cảm tình với mình, quý mến mình, thì nó mới có nhân có nghĩa, có chung có nghĩa được. Bây giờ mắc cái chữ chung đối với một con người đến, con người là thua rồi. Mấy đứa bé là nó bỏ cô hết trơn, nó lớn lên chút là hỏi. Bây giờ những đứa hỏi 10 đứa, các con chịu theo cô này hay chịu theo cô này, nó nói con theo cô kia. Ủa cô này lo cho con hồi xưa giờ mà. Nó không, cô dữ quá, con không lo cho tôi, con không theo cô đâu, chữ con hoài, con theo cô, con theo cô kia. Trong khi nhỏ kia mới lỡ có 2 tháng mà bả 5 năm thua người 2 tháng. Kinh không? Thất bại kinh khủng quý vị. Nếu nó không, sở học này thất bại, làm gì không được, thất bại. Nói không? Kinh nghiệm. Thôi, chúng ta thương người là một phương pháp độ người. Trong cái thương người có nền giáo dục, đối với con người bây giờ nền giáo dục nhẹ thôi, đừng nên quá nặng căng với họ. Thật sự
Như bản thân Nhân Đức mà ai mà chửi Nhân Đức cũng phiền não lắm. Hồi xưa không nghĩ ra điều đó quý vị à. Suy nghĩ mình phiền não mình đi chửi người ta lại. Bây giờ mình nghĩ ra, mình tu từ từ mình hiểu ra. Khi mình chửi người ta phiền não. Người ta chửi mình cũng phiền não. Mình nói gì không lẽ mình đi chửi người ta nữa làm chi nữa. Thôi mệt, nghỉ chửi luôn. Lo cho người ta phước cho rộn. Thấy không? Nhắc nhở hết lòng hết dạ thôi. Được. Nếu như quý vị ở đây, mọi người ai cũng muốn mình niệm Phật giảng sanh, thì mọi người bị cố gắng. Không có ai dẫn quý vị đi về cực lạc được đâu. Trong kinh Phật nói là tự đốt đuốc mà đi mà. Người ta chỉ đem cái pháp tu người ta chỉ quý vị thôi, quý vị áp dụng đi. Cả đời tu để mà Phật rước mình về cực lạc. Nên có một câu nè: cả đời gầy dựng tín nguyện niệm Phật là đặc biệt nhất. À. Nếu nói về nhân nghĩa thì nó áp dụng sơ sơ trong cuộc sống thôi. Còn nếu nói rộng ra thì cả đời mình cũng là nhân thiên thôi. Nên cả đời mà gầy dựng tín nguyện niệm Phật là đặc biệt nhất. Vì con người nó thiếu nhân nghĩa một chút, nhưng mà nó lại tín nguyện niệm Phật nó được giảng sanh. Còn nếu lao theo nhân nghĩa mà quá dữ dằn mà không tín nguyện niệm Phật thì chúng ta cũng là nhân thiên. Nhưng mà con người sống phải có nhân có nghĩa, phải áp dụng được một chút cuộc sống đó chứ, sao mà bỏ hết tất cả được. Hiểu không? Nó, nên từ nơi đó mà mỗi một con người mình sống phải có tình có nghĩa với nhau, phải biết thương nhau. Chứ mình sống mà mình không thương nhau, có người gì chở. Hiểu không? Đó, nên mỗi một con người tu cư sĩ hay gì, cư sĩ tu nhiều chục năm đi chăng, tu nhiều chục năm mà người ta chửi vị một cái vị sân si sằn sổ, nói tới quý vị một cái là vị quốc người ta, thì quý vị hãy xem lại tu mấy chục năm đó của quý vị. Còn cái người tu mới tu 1-2 năm thì ăn thua gì, họ còn sằn sổ hơn quý vị nữa. Hãy nhớ kỹ. Nó giống như con bò mà mới điều phục, sao bằng con bò mà nó lâu dài. Thấy không? Còn mình lâu dài mà mình không bằng người mới, mình không nói ta được đâu. Nhớ kỹ nghe. Đó. Nên á, mỗi người mình á, tu hành nhớ lại những câu. Có một vị này tu nhiều chục năm, ông nói câu hay. Ngày xưa khi tôi chưa tu á, cái tên tôi á, là tên Hiền. Ai kêu Hiền là tao biểu của mày. Tôi chạy là dù dù lại, biểu gì anh. Vậy mà tôi tu 30 năm sau, 50 năm sau, khỏi cần kêu tên tôi. Chỉ cần đi ngang tôi mà không cúi đầu thôi là tôi ghét rồi. Tôi ngồi tôi suy nghĩ lại, sự tu tôi dở quá. Tại sao lại bắt buộc người khác kính trọng mình, khi người khác chưa có cảm nhận với mình? Chúng ta hãy kính trọng mình đi. Mình hãy kính trọng bản thân mình đi. Mình lo mình tu cho tốt đi. Những Đức hiểu. Trong cuộc đời này Những Đức cố gắng, Những Đức lo cho đại chúng hết lòng hết dạ. Vì kính Những Đức hay không kính Những Đức chuyện của quý vị. Thoải mái cái tâm của mình cho nó nhẹ nhàng. Nên chúng bên đây đồ làm việc đồ, thì Những Đức tới lui chút vậy thôi. Mấy anh em đây mấy anh em làm, miễn sao tốt. Cứ nghề dạy nghề, chỉ cần mấy anh em có tâm thương các cụ thôi. Nhưng nhớ kỹ, mấy anh em phải giải quyết vấn đề người trẻ mà đánh người già, không có chấp nhận. Nhớ, tuyệt đối không chấp nhận. Dù người trẻ này có giỏi cỡ nào giỏi, nhớ kỹ nghe, các ban làm việc nghe, cô Thanh, cô Châu rồi, mấy cô làm việc, mấy cô có giỏi cỡ nào giỏi, mấy cô mà đánh các cụ già thì mấy cô đừng có trách Nhân Đức. Nhớ kỹ đó, trước đại chúng rồi đó. Nói đây là nói cái ban làm việc đó, chứ đừng có nói tới cái người bình thường khác, khỏi cần nói tới đi. Tại vì sao? Vì quy trình mình là nuôi người già mà. Họ đã tuổi già, họ xa gia đình, họ vô sống với mình. Mà giờ người trẻ đi theo mình mà quýnh họ thì còn nói gì nữa chứ. Thấy không? Cái đó phải giải quyết đó nghe.
Đó, nhớ đó. Nên từ nơi đó mà tất cả các cụ trong chùa, ở đây bên đây thì có những quan được coi chúng đó, các cụ có chuyện gì nói rõ với những quan đàng hoàng. Còn nếu như mà các cụ mà thấy không vừa lòng, mà nhất là dính vô cái chuyện người trẻ mà đánh người già đó, thì các cụ cứ gặp trực tiếp những đức. Đức giải quyết vấn đề chưa? Chắc chắn 100% những đức nói chứ công chúng là những đức làm được. Sao mà không được? Nuôi chúng mà làm gì làm được, cái gì mà làm được? Tất cả những việc gì trong cái chuyện quản chúng chùa như đức đã làm qua hết rồi. Không có chuyện gì mà không làm được. Đúng không? À, nên á, như vậy thì nó có tổ chức đặc biệt. Nên chùa mình bây giờ nó có những cái buổi giảng gì nó cũng nhắc nhở chúng cũng hay. Người ta đi vô chùa mình ta sống nó cũng thấy nó bình an, thấy vui. Nó thấy rằng là sống ở trong chùa có sự quan tâm lo lắng cho nhau. Nó có mấy cô lúc này hồi đó mấy cô cạo đầu cũng quen, giờ để tóc lại. Nói, thật sự mà nói, cạo đầu quen giờ để tóc lại nó ngứa lắm quý vị. Ngứa. Những đức thấy cũng ngứa ngứa, đức nói một câu, mấy cô để tóc lại đi, rồi sau này tôi hớt tóc kiểu con trai cho đẹp trai một chút. Rồi tôi mua cho mỗi bà một đôi bông lá liễu. Thế bà đẹp. Một lời nói của mình nói mình làm cho người ta cũng vui thấy chưa. Còn mình mua gì mình mua kệ mình chứ. Câu nói mình nói ra mình làm cho người ta vui rõ ràng không. Nên những đức nói với tất cả mấy anh em trong chùa nè, khi người ta làm một cái việc gì đang mệt quá, đừng có la người ta nữa. Mình nhìn sắc mặt người ta làm đi, rồi mình phan hả đối xử với người ta những cái hành động đó lúc người ta làm mệt. Điều thứ nhất. Điều thứ hai là người ta khi người ta đang ngủ, khi người ta đang ngủ đừng có giật người ta lên la người ta. Căn tính mình nó kém quá, nó đâu có được như ngày xưa đâu. Hai vai trò này mấy anh em đừng có chửi người ta. Khi la gầy sắp xếp người ta là hãy để cái trạng thái người ta tương đối đi. Đó là giúp người ta đó. Một vai trò là đang làm quá mệt, đang làm quá mệt đừng có lôi ra gầy la chửi mắng người ta. Nó sẽ mang một tâm trạng rất ấm ức, rất đau lòng. Là điều thứ nhất. Tất cả các bạn nhớ nghe. Dù xưa nhà đức tiêu phụ bếp á, khi nhà đức bị chửi quá, khi mà mình làm việc mình ăn cơm, lúc đó mình khóc, nước mắt mình nhiễu chén cơm. Thấy không? Nhưng mà gặp một con người phấn đấu, nó cố gắng lên, nó thành công. Nhưng gặp con người không phấn đấu, nó bỏ cuộc. Nó cũng không mấy người mà giữ được cái trạng thái vậy đâu. Nó bỏ cuộc đó, nó phiền não nó bỏ đi luôn á, nó không ở đâu. Là điều thứ nhất. Điều thứ hai, đừng có lôi đầu người ta lúc người ta đang ngủ ra để chửi. Điều thứ ba, đang ăn cơm đừng có lôi ra chửi. Người ta nói chờ đánh còn tránh bữa ăn, đúng không? Ba việc này phải tránh. Tại vì đặt mình vào người ta mình sẽ hiểu. Thí dụ như ngày xưa mình đi vô chùa mình bị chửi mắng gầy la mình thành công, sau này tới đời mình nói người ta sau này căn tính nó khác rồi. Từ đời mình với đời người ta căn tính nó khác rồi. Thí dụ như những đức mắc mẹ từ khi còn nhỏ, nó được rèn luyện kiếm ăn từ khi còn nhỏ cực quá. Cái khả năng con người như đức nó khác nhiều người, người ta còn mẹ cha. Nên mình đừng bao giờ nghĩ rằng bản thân của mình là ngày xưa được thầy rèn cực khổ, bây giờ mình phải rèn người ta cực khổ. Bậy. Phật Pháp nó theo thời đại. Nên tại sao mà người ta cứ là khuyên dịch kinh lại? Vì nó phù hợp vào thời đại, phù hợp vào hiến chương của đất nước, nên ta mới khuyên dịch lại. Với căn tính con người nó theo thời đại, nó càng ngày nó càng sẽ thay đổi tính tình. Nên kinh giáo phù hợp vào căn tính thì mới độ người. Còn nếu như mà kinh giáo đi ngược lại cái căn tính con người sao dạy? Đưa lời dạy ra nó không phù hợp, ai nghe? Nên tại sao nhiều người ta nghe những đức? Vì người ta thấy đơn giản làm được mà người ta nghe.
suy nghĩ chỗ này á. Đó. Nên á, mình làm sao mà cái tâm trạng mình nó thoải mái, mấy anh em làm việc với mấy anh em sẽ hiểu không? À, làm việc với tự nhiên sẽ hiểu không? Đó. Hồi đó những đức đi vô chùa, những đức nói rằng 5 năm đầu không có an lạc gì đâu quý vị ơi. Sần sộ phiền não không? Làm nhiều tu nhiều mà lại không an lạc. Làm nhiều tu nhiều mà không an lạc, không cởi mở được cái tâm. Ngày nào cũng là phiền não, giết hô, hô kỳ cục. Làm nhiều, tu nhiều mà hai cái không được nên phiền não. Hai cái kia được nhưng mà hai cái không được. Làm nhiều, tu nhiều mà ăn không ngon, ngủ không yên, rồi xong luôn, chịu thua. Kinh khủng không? Tại vì cứ ngồi nó không an lạc rồi sao ăn ngon ngủ yên. Ngày xưa nhà Đức trên Đà Lạt này, đồ ăn đem lên cả mâm vậy, đồ ăn sữa sồ người ta cúng quá trời luôn. Đồ ngon không? Không bao giờ nhà Đức ăn được. Dọn lên nhà Đức nhìn cái không ăn. Bao tử nhà Đức nó dội đồ ăn ra không, 49 kg. Bằng đêm ngủ có 2 tiếng, sáng chữ người ta sùm. Ngủ có 2 tiếng à? Nhưng Đức này ngủ 2 tiếng nè. À, từ 11:30 những Đức tu cho tới 7 giờ sáng. Sáng chữ sùm luôn. Rèn công phu để chữ. Chữ tá lạ âm binh luôn. Nên những Đức nói là những Đức làm rất là giỏi, tu rất là siêng. Nhưng mà những Đức lại mắc là 2 thứ, là ăn không ngon, ngủ không yên, rồi xong luôn. Bây giờ tôi chú trọng vô cùng cái chuyện ăn được ngủ được. Nên người ta nói cái thế gian này, ta nói ăn được ngủ được là tiên, ăn không được ngủ không được là phiền. Rõ ràng ăn không được ngủ không được là phiền. Chính bản thân như Đức nè. Nhưng mà 5 năm đó những Đức hơn người, cái là như Đức kiên nhẫn, làm tớ luôn, không chạy xuống đây vẫn còn thêm 5 mấy nữa, 2 năm nữa, 3 năm nữa chẳng còn. Nhà Đức chịu 8 năm chờ vậy đó, rồi tu càng tu từ từ, rồi những Đức tự nhiên ăn được ngủ được, những Đức vui lên, những Đức thấy ra thì ra là như vậy, thì ra là ăn không được ngủ được là phiền thiệt, thì ra là phiền não mắc sạch hết quý vị ơi. Mình tu nhiều làm nhiều mà phiền não mắc sạch trơn, mắc tiêu hết trơn. Nó, nhưng mà được con cái lót nền móng. Sau này hơn người con cái là gặp qua trường hợp khó khăn mà không bỏ cuộc. Nhà Đức chỉ hơn người ta là vậy thôi. Còn người ta đụng khó khăn thì người ta bỏ cuộc. Nhưng thôi, căn tính sau này hạ xuống đi cho người ta xong. Tự họ nhận thức. Tốt nhất là như vậy. Nên đời nhà Đức sau này tu càng về già sau này sẽ càng dễ tính. Chứ không muốn nói thêm nhiều, la gầy ai nữa. Chỉ mong làm sao cả đời mình nuôi chúng mập mạp vui vẻ được. Có người nói ông nuôi người ta mập mạp đi đọa địa ngục cũng vậy, nó đọa kệ nó chứ. Chuyện đâu phải chuyện của tôi đâu. Thì đâu có đi kêu đọa địa ngục đâu. Kêu niệm Phật giảng sanh mà. Vậy niệm Phật giảng sanh quá trời luôn mà đi muốn đi đọa địa ngục thì chuyện của nó chứ. Cái chuyện đọa địa ngục hay giảng sanh, mỗi một con người nó đều có cái quy tắc thời gian của nó rõ ràng, giống như cái trái chín thì phải chín thôi, còn trái chưa chín thì không chín. Tin chỗ này hiểu rồi thôi, mình cứ khuyên ta niệm Phật giảng sanh thôi, rồi lo người ta hết lòng hết dạ thôi. Cái quan trọng là đời này của mình có giảng sanh hay không nè. Cái quan trọng là bản thân mình giảng sanh hay không nè, chứ tìm ai. Trời ơi, tối ngày kêu người ta giảng sanh mà quên mất tiêu mình, chắc mình giảng sanh rồi quá. Mình giảng sanh không biết được Tây Ninh không, nó cực lạc. Giảng sanh Tây Ninh là cũng còn may, Tây Ninh là còn ở cõi ta bà, còn làm người lại. Sợ mình không giảng sanh Tây Ninh mà mình giảng sanh tam đồ ác đạo, cái này mới đáng sợ. Những Đức nói á, cái bổ nguyện của Di Đà không phải là cái làm việc lớn lao gì trong cuộc đời này đâu.
Giờ tôi hướng dẫn 50.000 người tu niệm Phật, bây giờ tôi không niệm Phật tôi cũng không giảng sanh. Giỏi lắm mà phước báo nhân thiên thôi. Cái bổ nguyện của Di Đà, Ngài quá trí tuệ. Nếu Ngài đưa ra làm việc lớn mà giảng sanh thì nhiều người ai làm được. Nếu Ngài đưa ra cái chuyện mà thuyết pháp giảng sanh thì mấy người thuyết pháp được. Nếu Ngài đưa ra cái việc mà nói đi bố thí cúng dường để giảng sanh thì cái việc bố thí cúng dường nhiều người hơn nghèo thì sao bố thí cúng dường. Nếu nói về cái chuyện xây chùa để mà giảng sanh thì mấy người được xây chùa, mấy người đi xây chùa được. Nó nhưng Ngài đưa ra bổ nguyện niệm Phật giảng sanh là tín nguyện niệm Phật giảng sanh. Còn đã là tín nguyện rồi thì những cái việc kia thì phát tâm mà làm để người ta thấy người tu nó có kết quả, làm lợi ích cho người nên ta kính trọng Phật pháp là mình đủ duyên kìa. Còn quý vị không làm được việc gì hết, quý vị cứ lo niệm Phật đi. Tín nguyện niệm Phật là Phật rước à. Nó dòng do chứ. Bổ nguyện thù thắng, hiểu không? Nghe mà hiểu được nguyên lý này rồi tự nhiên mình siêng niệm Phật liền. Còn ta làm được chuyện thì cố gắng. Nên đại sự không bằng vô sự là gì? Không phải là không làm mà là làm đại sự mà không nặng nề thì được, cứ làm đi. Còn làm mà nặng nề thì xem lại để điều chỉnh. Đó là tốt đó quý vị. Nên mỗi một con người chúng ta khi mình nghe được Phật pháp, những cái điều này quý vị thấy quý vị áp dụng được mà. Đó. Mình đừng có căng thẳng với người ta là mình đang căng thẳng với mình đó. Hôm qua những đứa có một bài giảng: quan hỷ với người được lợi ích gì? Thì mình quan hỷ. Quan hỷ với người mình được lợi ích gì? Thì mình quan hỷ. Chứ lợi ích gì? Phải không? Đơn giản thôi. Hạt giống nó trồng ngay. Quan hỷ với người mình lợi ích gì? Mình được quan hỷ. Sân si với người mình được lợi ích gì? Mình bị sân si. Hiểu không? Nó mình bị sân si. Nó giống như ngậm máu phun vào người, miệng mình dính máu trước đầu tiên. Thì sân si với người mình bị sân si. Quan hỷ với người mình được quan hỷ. Vậy thôi. Nhưng nói vậy chứ không phải lúc nào cũng quan hỷ đâu. Nó giảm tối đa sự phiền não là cũng được rồi. 10 phần nó giảm được 7-8 phần là cũng quá ngon rồi. Đừng có tăng thêm. Chứ đừng có mình 10 phần phiền não mà giờ tu với từ thành 15 phần thôi chịu thua. Thôi bó tay tu chi nữa cho nó mệt. Thấy không? Nãy như Đức gặp mấy anh em, như Đức nói một câu: thấy mấy anh em mình tu ngon ai cũng mập. Ông nói: ừ, cha mẹ gặp mừng. Nói tu mập mạp đẹp. Đức chứ nha. Chứ nhất là chữ nhăn làm rồi đó, thấy chưa? Còn mình tu mình ốm nhơm ốm nhách mà còi xương là có chừng cái chữ nhăn đó mình khó làm. Cha mẹ khi buồn lo. Nhưng mà có những người ta ốm sẵn thì thôi. Ốm sẵn từ xưa tới giờ kia nó mập chưa mập được. Ốm sẵn. Như hồi xưa những đại ông ốm nhơm nhách. Hồi xưa ông hậu anh hậu pháp ốm mà gió thổi mây bay. Ốm dữ lắm. Đến lúc mập là mập lên nè. Không, nhưng mà trước nhất người tu hành có da có thịt vẫn là hay. Đúng không? Nhưng mà lúc nó chưa có da có thịt thì từ từ nó có da có thịt. Nhưng đứa cũng chịu 8 năm bù giỡn đâu. 8 năm chờ có da có thịt gì đâu. Ấm nhớm. Nó nhìn qua những lăng coi kìa, ngồi kìa. Quá trời phong độ luôn. Ừ, cứ ngồi gì thì những lăng. Lắng ngồi, thẳng lưng mà ngồi. Quá phong độ luôn. Đúng không? Những trí rồi thấy chưa? Những đại, những thịnh đồ, mấy anh em. Nguyên vàng luôn. Anh em nào anh em nấy quá hậu tư. Đúng rõ ràng. Anh xin, anh đứng dũng sình cũng xin. Nó đã xinh rồi, đã đẹp rồi thì bản đồ gì cũng đẹp chứ nghe. Hiểu không? Còn nó đã xấu rồi bản đồ gì cũng xấu chứ. Bây giờ coi được rồi, như mấy anh em như Dân Chí mấy anh em rồi bản đồ đồ lam cũng đẹp. Đúng rõ ràng. Anh xinh, anh đứng dũng sình cũng xinh là rõ ràng. Hiểu không? Đó. Nên quý vị biết rằng trước nhất tu tập ăn được ngủ được đi. Thấy vui. Bữa nào mà ăn được thấy buồn lắm mấy anh em. Công nhận không?
Bữa nào mình ăn cơm mà ăn không vô là biết buồn. Buồn gì? Buồn bệnh. Dù mình ăn cơm mà không vô người ta hỏi, ủa bữa nay giờ bộ thầy bệnh sao mà ăn ít dưa thầy? Nó thấy chưa? Bữa nào mình ăn không vô nó hỏi mình bệnh hay gì, ăn cơm ít dưa. Nó ngộ ghê chưa? Còn bữa nào mình ăn ngon nó nói, bữa nay thầy vui gì ăn ngon dưa. À, tôi vui thật. Bữa nay tôi đói, tôi ăn nhiều. Bữa đó tôi do no nên tôi ăn ít. Vậy thôi. Không mà người ta hỏi mình ngộ ghê á. Con bé lo những đứa họ thì bữa nào những đứa ăn ít thì nó hỏi thầy, bộ con nấu dở hay thầy ăn không ngon hả thầy? Thầy bệnh hay sao mà ăn ít chưa? Nói bộ ăn không ngon, không, ăn ít là bệnh hả? Bữa nay mệt muốn chết, bữa ăn ít chút tôi ăn nữa. Hiểu không? Thì mình ăn nhiều được, nó nói bữa nay thầy vui quá thầy ăn nhiều. Thấy chưa? Nên quý vị mà ăn được là quý vị có phước. Ăn hoài không thấy no. Ngon quá. Trong con bé bên kia kìa, nó gặp cái gì nó cũng muốn ăn. Đến nỗi mà nó gặp cái bó hoa của những đứa cấm mà giảng nó cũng muốn ăn luôn. Nó trời là trời, con thèm đến mức mà biết sao kỳ cục. Con thấy gì con cũng thèm. Nó thôi con thèm này quá đáng. Hoa giả mà thèm gì làm gì á. Ngộ ghê, nó gặp gì nó cũng thèm chứ á. Mà nó nói là gặp hoa giả mà nó cũng muốn bẻ nó ăn. Nó thôi thôi con này có con bị bệnh đi. Thèm mà thèm kỳ cục. Đội là tờ, nó ăn cái gì cũng ngon lắm. Ăn ngon á, là ăn làm sao mà lên buổi cơm là ăn ngon. Chứ không phải là thèm khác, đụng cái gì cũng thèm. Là lên buổi cơm là ăn ngon. Mà ăn dù ít đi chăng nữa tâm trạng vẫn thấy vui. Con người quan trọng là thấy tâm trạng lúc nào cũng vui. Người tu hành là làm gì? Tâm trạng nó an lạc, nó vui. Thì mình thích tu mà chứ không nói gì chứ. Mà khi tâm trạng mà an lạc mà vui á, cái sự tha thứ mình mạnh lắm. Phát tâm cũng lớn, tha thứ rộng là thấy nó lợi ích rất là lớn. Đó nên những đức chia sẻ những cái điều này cho quý vị nó nhân sinh dữ lắm. Cứ mỗi ngày niệm Phật vui, vui niệm Phật, niệm Phật vui, vui niệm Phật. Cứ vậy mà làm tới được rồi. Niệm Phật vui rồi thấy vui quá thì niệm Phật. Chứ nếu mà niệm Phật buồn thì buồn quá cũng niệm Phật. Chứ sao bây giờ buồn lại niệm Phật thì niệm Phật nó mới vui. Chứ mà buồn mà không niệm Phật là tiêu. Buồn mà không niệm Phật là tiêu luôn. Nên buồn cũng phải niệm Phật, mà vui cũng niệm Phật. Mà nó rõ ra là niệm Phật vui rồi vui niệm Phật, niệm Phật vui rồi vui niệm Phật. Cứ vậy mà cứ niệm Phật hoài vậy đó. Cả đời mình cứ niệm Phật. Các cụ đi vô chánh điện tu, bước ra bấm số, làm sao niệm Phật. Cố gắng đi các cụ, mình già rồi cụ ơi. Nha. Mình lớn tuổi rồi. Còn các chú mà ngồi mà canh cửa chùa cứ ngồi đó bấm số niệm Phật. Nha. Ngồi bấm số niệm Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó. Nên mấy cái chú mà ngồi mà canh ở ngoài đó đó, một là niệm Phật, hai là nhà đức cho chiếc máy nghe pháp cầm nghe. Có khi thời gian nó qua cực kỳ mau luôn mà nó có những cái nhắc nhở làm mà chú vui dữ lắm. Đó. Chứ khi mà chạy xe ngang thấy mấy ông ngồi cũng đâu nghiệp ghê. Có bữa chạy ngang gặp mấy ổng thấy ngồi làm tội nghiệp thấy ghê chậu là tự. Không nó ngồi không đơn giản đó mấy anh em ơi. Đặt vô trò mình ngồi thử coi biết liền cái gì đâu, gió bụi. Thấy không? Nên cho chiếc máy nghe pháp V52 bắt mấy buổi chủ nhật giảng cười hoài đâu có buồn ngủ đâu, nó mắc cười dữ lắm. Giảng mắc cười mà nhắc có nhiều câu tự nhiên nó đột phá nội tâm luôn. Mấy cái chú mà ngồi mà canh cửa tự nhiên bất tử là tự nhiên mình tỉnh táo, ngon lành. Rồi nếu không nghe pháp thì bấm số niệm Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nhớ. Bất cứ một công việc gì siêng năng niệm Phật. Nhớ nghe. Bây giờ những đức đọc 12 lời đại nguyện để mỗi một người mình đều phát nguyện đời này thành tâm niệm Phật để sanh cực lạc quý vị. Rồi người còn sống hay chư hương linh hay cụ quyền thất tổ ông bà đều nên phát nguyện sanh cực lạc đi. Vì ở cõi này khổ lắm. Niệm Phật về cực lạc mới hết khổ. Tất cả chư hương linh có gì mang cái thăng ở cõi này rồi mắc thăng rồi làm cô hồn,
Bây giờ vất vơ vất vưởng đi theo người ta để đòi nợ. Thôi, nương một bổ nguyện niệm Phật đi, về cực lạc nghe. À, chữ nhân là thương người quý vị. Nhớ. À, Nhân Đức khi coi chuyện Tam Quốc, thấy Lưu Bị, ông duy trì nhân nghĩa. Khi ông mà thất thế xa cơ, hình như là 100.000 người dân đi theo ông. Trong khi ông mà lúc thất thế xa cơ, ông lấy của cải ông chia cho dân hết, kêu người dân cứ ở hoặc đi đâu sinh sống đi. Người dân nói rằng Lưu Hoàng Thúc đi đâu chúng tôi đi theo đó, tại vì theo Lưu Hoàng Thúc sẽ thấy bình an, vì Ngài có nhân có nghĩa. À, dù cuộc đời của Lưu Bị có khổ, nhưng sau này ông cũng lập được một đất nước làm vua. Thành công của ông ngay chỗ nhân nghĩa. Nên chúng ta lấy cái chữ nhân là thương người quý vị. Nên nhà Nho nó nhân nghĩa lễ chí tích. Chữ nhân đầu tiên, nhân là thương người. Thương con người rồi thương tất cả những loài động vật. Là nhân là thương đó. Nên chùa mình nuôi người già. Nếu như mình không nuôi thương người, sao mình nuôi người già? Rồi thương trẻ em, vì có trẻ em mới có người già, có người già mới có trẻ em. Giữa con người với con người với nhau nó liên kết. Nên quan trọng là thương người. Quan trọng phải nhìn nhận ra được bản thân chúng ta cũng mong người thương mình, thì bản thân mình nên thương người. Rất là nhiều người sống trong cuộc đời này, mình luôn luôn muốn người ta thương mình, nhưng mà mình quên thương người ta. Mình muốn cho người ta lo lắng cho mình, mà mình quên lo lắng cho người ta. Nên nó không phù hợp đối với chữ nhân. Nên Nhân Đức từ khi gặp Phật Pháp tới giờ, bắt tay vào cái việc mà thương các cụ già, càng ngày càng thương người già. Nên chùa chúng ta 3-4 điểm chùa, tất cả mấy anh em quảng chúng nhớ chỗ này. Dù đó là người thân của mình hay là người thân của Nhân Đức đi vô chùa ở, nếu như một người thân nào của Nhân Đức mà đi vô chùa ở mà hành hung quýnh các cụ già, khỏi nói chuyện đúng sai, cứ cho người đó đi về nhà đi, đừng để người đó ở trong chùa. Nhớ câu này nghe. Nên tất cả các cụ già, bất cứ một cụ nào mà bị người trẻ tuổi mà hành hung đánh các cụ, các cụ cứ báo Nhân Đức. Nhân Đức nhất định sẽ xử lý người đó 100%. Cụ nhớ nghe. Nên từ nơi đó, tại vì sao? Đối với người già mình thương yếu, mình lo mà. Các cụ có cái sai gì mình nhắc nhở các cụ, có khi cả đời của người chúng ta. Đến tuổi già rồi bản thân chúng ta sẽ có nhiều cái sai. Mình giờ mình không thông cảm cái sai cho người già, sau này sao ai thông cảm cái sai cho mình già đây? Cái này phải nhận thức á. Nên á, chùa chúng ta phát triển được ngay cái chỗ là gì? Thương người già, mà còn dạy người già niệm Phật, và lo lắng cho các cụ tới nơi an nghỉ cuối cùng. Đây là một cái hành động nhân văn lắm, rất là đúng nghĩa của một kiếp người. Nên Nhân Đức nói rằng là cả đời người phải duy trì nhân nghĩa. Nhân là thương người, và sống phải có tình có nghĩa. Mình sống có tình có nghĩa với người ta sống có tình có nghĩa với mình à. Dù có một số người không có tình nghĩa với mình, nhưng cũng có rất nhiều người họ sẽ có tình nghĩa với mình, vì cái duyên mình đã gieo tình nghĩa với người ta mà, thì người ta sống có tình có nghĩa với mình thôi. Con người sống thì nhân vô thập toàn, ai cũng có cái sai. Nhưng mà cái sai quá đáng nhất là mình trẻ mà hành hung người già, chửi mắng các cụ và đánh các cụ già. Người này tuyệt đối quý vị không có để trong chùa. Nhớ nghe. Đó là Nhân Đức nói trước, là người thân Nhân Đức đó. Nếu như người thân Nhân Đức, con cháu Nhân Đức vô chùa tu, cháu chứ không có con,
Cháu nhà Đức mà vô chùa tu mà chỉ cần hành hung đánh một bà cụ già nào trong chùa, khỏi cần nói đúng sai gì hết, mấy anh em cứ xử lý thẳng tay đi cho về nhà. Trước nhất là người thân của mình, gầy dựng từ ngay chỗ đó để mà coi chúng của chùa. Người thân là tuyệt đối không có gì cái chỗ này. Tại vì sao? Mình phải nhắc nhở người thân mình cho đàng hoàng, vì ai cũng nghe hết rồi. Đó. Chỉ cần mình sắp xếp ngay người thân mình thì tất cả người khác mình đều sắp xếp được hết. Lấy đó làm tấm gương để giải quyết vấn đề. Mấy anh em nhớ. Nên từ hôm nay mình đưa lên cái quy trình này rồi, thì tất cả các điểm chùa chúng ta phải nhớ điều này. Trong đây có mấy anh em quản chúng chùa hết trơn. Mình nuôi người già, mình phải ra mặt cho các cụ những việc gì các cụ không phải. Dù các cụ có sai quấy gì, từ khi các cụ không muốn ở chùa nữa thôi. Nếu như các cụ còn muốn ở chùa mà già quá, mấy anh em nên tạo hết điều kiện cho các cụ được ở chùa. Vì cuộc đời mình một ngày nào cũng già đi, rồi mình cũng sẽ chết đi thôi. Ai mà sống hoài ở cõi đời này đâu. Thật sự mà nói thì trong cái cuộc đời này, những đứa thấy cái đúng gì đi chăng nữa, chúng ta vẫn bị người ta nói à. Nên ở cõi này bây giờ mình đang làm được, cố gắng đi mấy anh em. Thật sự mà nói, có người lãnh đạo được thì mình mới làm được. Những đứa thấy cái duyên của những đứa có khả năng chia sẻ Phật Pháp, có cái đầu óc tính toán gì chương trình khóa tu, có duyên với con người, và tu mười mấy năm nay phước báo cũng hội tụ nhiều mặt lắm. Các cụ lại quý mến, từ nơi đó mà hội tụ nhân duyên các anh em để mình làm được cái việc ý nghĩa này trong cuộc đời của mình. Rồi tất cả chúng trong chùa phải nhớ, cái chuyện gì không phải thì báo lên cho người lãnh đạo trên, thấy không? Chứ mình không có cái kiểu mà mình nói này nói kia nói nọ, đầu này đầu kia, nó không có giải quyết được vấn đề. Mình có gì mình nói ngay cái người trên chính nhất. Quý thầy nghe những đức nêu rõ ràng rồi đó, mình phải giải quyết vấn đề này. Mà thường nhắc nghe, thường nhắc là tuyệt đối trong chùa không có một người trẻ nào mà nói mà quýnh mấy bà già, nghe không? Mấy bà già có thể quýnh lộn với nhau thì không đuổi về nhà. Tại vì mấy bà già bà quýnh với nhau thì tuổi già mà, lâu lâu bà quýnh một cái không nó đuổi hai bà gì. Tội nghiệp bà thì mình nhắc nhở, nhưng trẻ mà đánh già là không có được. Cái hành động này nó không phù hợp, đời nó còn không phù hợp chứ gì đạo, thấy không? Cái tâm nó hết phước, khổ lắm. Nhớ, mình nhắc kỹ rõ ràng rồi đó nghe, chứ công chúng á. Trước nhất là những đức nói người thân những đức đó, khi người thân những đức mà đi vô chùa tu, mấy anh em cứ sắp xếp y rang như tất cả những người bình thường. Tất cả khoái đoàn những đức mà ở dưới quê những đức mà lên tu, qua bên đây mấy anh em cứ sắp xếp bình thường, có đâu sắp đôi. Đừng có nói đây là phái đoàn gia đình thì những đức, đừng có nói chỗ này. Ai vô chùa tu cũng là để tu, chứ không phải quan niệm những việc khác quá quan trọng. Nhớ nghe, những việc này nó mình nêu rõ ràng để mà tất cả mấy anh em dễ làm việc. Mấy anh em dễ làm việc, nó không có bị trở ngại. Nó cái máy quay phim bị vấn đề gì phải không? Nên từ nơi đó mỗi một người chúng ta, khi mình nhận thức được thì mình làm việc nó đặc biệt lắm. Còn con người sống phải có nghĩa có tình, người ta lo lắng thương yêu giúp đỡ mình, người ta hết lòng người ta lo lắng cho mình, mà mình thì sống thiếu tình thiếu nghĩa là thua. Nhớ cái này là không được. Thí dụ như giờ các cụ đi vô đây ở tu đi, đại chúng vô đây tu đi, trên là hòa thượng xây chùa, kế là tất cả quý thầy phải ở đây lo cho các cụ, rồi ban bể nấu ăn đồ, người ta lo cho mình hết, mình bình yên mình tu. Mà cái lương tâm của mình sống mà mình khi ở thì mình sống, mà khi đi thì mình nói này nói kia, là người mình sống nó không có nghĩa tình chút nào. Quên ơn bội nghĩa, mình quên ơn bội nghĩa là mình thua, không đúng đâu. Nên mình sống mình có ơn có nghĩa có cụ, sống vậy mình niệm Phật mới giảng sanh. Chứ mình sống mà quên ơn bội nghĩa làm sao giảng sanh đây đó. Nên mỗi một người sống trong ngôi chùa mình
thời gian của mình dành có được dùng cái miệng niệm Phật. Dùng cái miệng niệm Phật. Có những người ta nói trong đậu tràng đông người gì, đụng cái gì là mỗi người miệng mồm bép xét nói này nói kia. Những đức nói con người sống con cõi này mà, nếu như cái miệng chúng ta mà lúc nào cũng niệm Phật thì giáng sanh hết trơn. Cái miệng mình nó đâu có chịu niệm Phật hoài đâu, nó thích niệm tùm lum, niệm tá lả âm binh. Nhưng mà nó vô tới chùa là nó giảm bớt niệm tùm lum rồi đó. Đó. Nên mình tu mà dưới chúng á, mình mới biết được mình tu làm sao. Nên trong nhà Phật nói đức chúng như biển cả mênh mông, nương chúng nhờ chúng. Tuy là sống với nhau á, nói này nói kia qua lợi vậy đó, mà khi mình gần chết là nó chạy lên hồ niệm ầm ầm. Con người nói vậy đó. Có khi vợ chồng gia đình đồ quýnh lộn cự lộn, chứ bệnh một cái là lại sói đầu cũng lại. Chờ Phật ô gia hộ cho vợ con nó khỏe lại đi, từ hôm nay tôi không có đánh nữa đâu. Năn nỉ lìa chứ hả. Ba nhà Đức hồi xưa mà ông nhậu vô đánh mẹ nhà Đức lắm. Mỗi lần bà tổ cô gì bây giờ bà nhập vô đòi bắt đi là trò ôn pháp nhà ông cung. Ông lại quá trời lại nói bà tổ cô ơi, tôi có con vợ bắt nó đi, có vợ đâu. Thôi tha thứ đi, từ hôm nay tôi hứa tôi không có chữ nó nữa đâu. Cái được 2-3 tháng cái ông nhậu chữ nữa. Nên từ nơi đó mình thấy không, con người ta là ưa vậy đó. Nó mới nói là phàm phu. Chứ nếu như mà gọi là bậc thánh thì đâu có gì. Mình phàm phu nó phải vậy đó. Nó trở lại, trở tới trở lui hoài. Nên mình nói vậy xong là vài ba ngày trở lại nữa. Bữa nay vừa mới nói nhăn nghĩa nó nhưng mai mốt rồi nó quên mất tiêu, nhắc nữa. Nên tại sao mà ngày nào nhà Đức cũng giảng. Rồi bây giờ 4 thời tu nó đều có nhắc nhở chút xíu trong đó, thấy chưa, tính từng chút vậy luôn á. Mà nhà Đức còn giảng bài pháp mà để bằng thờ cho ông bà tổ tiên nữa, cho Phật tử ngoài đời. Rồi giảng một bài pháp mà cho những loài động vật để được nghe nữa. Nghĩa là nhà Đức muốn đi đến cái cuộc đời này, nhà Đức muốn là mình làm những việc gì mà giúp cho chúng sanh được mình làm. Ai mà phát triển được thì lợi ích lớn, còn ai mà phát triển chưa được thì được kết duyên. Nên trong lòng những đức thích được vậy, làm vậy đó. Nên tự nhiên mình thấy cuộc đời mình làm những việc ý nghĩa, mình vui sướng, vui sướng lắm đó. Nên mình tu tập cái đại chúng đông gì thử mình nhiều, nhất là lửa lúc mình làm mệt, nghiệp nó lạ lắm, nó khôn, đứng kế bên mình, nó chờ lúc mà mình bình yếu, nó chơi thêm mấy gậy nó cho mình nằm luôn là điều thứ nhất. Hai là khi mình mệt nó dứt thêm mấy gậy nữa thấm đòn, cho nó không có để cái lúc mình vui đâu. Lúc mình vui thì cái tâm tha thứ nó cao dữ lắm. Lúc mình vui thì cái gì cũng tốt, được. Nhưng lúc mình buồn á, là nó đến, nó khảo đạo. Nó thấy rõ ràng luôn, đi tu 10 mấy năm nay thấy gì đó. Nên người tu hành phải cẩn thận. Như cái bà đó đến lại Quan Âm Bồ Tát, bà nói, trời ô lại được 2000 lại gì đâu, mừng quá trời mừng luôn. Bà nhí nhảnh, bà đứng, bà nhúng, mừng quá, vui, mừng, vui quá, vui. Bà vui á, bà vui khi mà bà lại được 2000 lại. Bà vừa về nhà chồng nó chửi một chập đó, ghê chưa, chửi quá trời chửi luôn, chửi xong bà chửi lại luôn. Bà nhắn tin bà nói trời ô thầy mất tiêu sạch nhách hết trơn. Giờ chúng ta những đức đọc trước, những gì đọc theo nè. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà,
Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, liên qua con hóa sanh. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vạn sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vạn sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vạn sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Đây gọi là nhất tâm nhất ý niệm Phật. Niệm Phật lễ Phật, chỉ có một cái cầu sanh cực lạc, từ người sống cho đến người mất. Tất cả quán thân trái chủ nên buông tâm hận thù, tất cả sự buồn giận nên buông xuống, thành tâm thành ý niệm Phật, để đời này chúng ta đều hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Mấy anh em chuẩn bị lấy bánh phát cho đại chúng.